những sự thật thú vị mà có thể bạn chưa biết, hãy cùng mình tìm hiểu nhé. Hòn đảo nhỏ nhất có người ở nằm ở bang New York. Nó được gọi là Third Enoop Room, hay trong tiếng Việt là vừa đủ không gian, vì hòn đảo ấy chỉ đủ chỗ cho một cái cây và một ngôi nhà mà thôi. Bắp ngô luôn có số hàng là số chẵn, thường là 16 hàng và trung bình có 800 hạt ngô. Tương cà từng là một loại thuốc, thường bán dưới dạng viên nén ở khắp nước Mỹ vào năm 1800. Để trở thành một tài xế taxi ở London, bạn phải nhớ đến 320 tuyến đường, 25.000 con phố và 20.000 địa điểm tham quan du lịch. GPS chẳng xịn được như vậy đâu. Một số dãy núi, ví dụ như Sierra Nevada ở California, có tuyết màu hồng với mùi vị giống dưa hấu, vậy nên hãy tránh xa tuyết màu vàng da nhé. 90% dân số thế giới sống ở Bắc Bán Cầu, bạn cũng là một phần trong đó đấy. Trái tim của cá voi xanh to bằng một chiếc ô tô, nên bạn có thể nghe thấy nhịp đập của nó từ vị trí cách đó 3 km. Vào năm 1992, gần 30.000 con vịt cao su đã bị thả xuống Thái Bình Dương từ một con tàu chở hàng. Đến nay, người dân sống từ Úc đến Alaska vẫn còn nhìn thấy những chú vịt ấy. Lỗ nhỏ ở dưới đáy ổ khóa giúp nước thoát ra ngoài trong trường hợp khóa bị để ở bên ngoài khi trời mưa. Gà trống có sẵn hai nút bịch tai để bản thân không bị điếc do tiếng ồn mình phát ra. Hạn sử dụng in trên chai nước là cho chai, chứ không phải cho nước. Nhựa có thể thấm vào nước theo thời gian, còn nước thì không bao giờ bị hỏng. Người lái xe trong giải đua NASCAR đổ rất nhiều mồ hôi do nhiệt độ cao trong xe, đến nỗi họ có thể giảm đến 4,5 kg sau khi đua. Giờ thì các chị em biết phải làm gì rồi đấy. Cơ thể bạn có thể cung cấp đủ lượng nhiệt để đun sôi 4 lít nước trong vòng nửa giờ. Mèo có thể bị dị ứng với con người, nhưng chủ yếu với nước hoa hoặc xà phòng mà bạn sử dụng, chứ không phải mùi hương tự nhiên của bạn. 60% bộ não của bạn được làm từ chất béo. Trên thực tế, nó là cơ quan béo nhất trong cơ thể người. 16 triệu cơn dông bão xảy ra trên toàn thế giới mỗi năm, và 1.800 trong số đó đang diễn ra ngay bây giờ. Các bạn có học được thêm một kiến thức nào mới hay không? Hãy bình luận cho mình biết với nhé!